Mời bạn nam. Rồi. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Huyền Linh, xin chào quý vị khán giả ở trường quay ạ. À. Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Bích Châu, năm nay 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên bán hàng của công ty Vixxăng, ở quê em ở Sài Gòn ạ. À. Rồi, bán thịt heo đúng không? Dạ đúng. Mời bạn trai. Dạ, xin chào quý khán giả và chào anh Huyền Linh. Rồi. Và chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia. Chào em. Em tên là Nguyễn Văn Phú Ý, năm nay 31 tuổi, đang sinh sống làm Sài Gòn. Làm gì? Dạ, nấu đầu bếp. Đầu bếp hả? Dạ. Quán gì? Bán cái gì? Dạ bán phở chị ơi. Ồ. À, em nấu phở được luôn hả? Dạ. Anh bán phở, em bán bò là kết hợp được. Vậy được đó. Ưu điểm, khuyết điểm của em là cái gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Mọi người nhận xét em là người hiền. Với lại ưu điểm em là ăn. Ăn? Dạ. Vậy là hiểu là bên kia hình dáng hiểu thế nào rồi đó, em? Hiểu rồi đó. Ăn dữ lắm hay. Nghe thôi nha, anh đừng có sợ nha anh. Em có thể ăn là hai bánh lăng. À, một hộp bánh cua, bánh tráng cuốn, một ly trà sữa, hai trứng vịt lộn. Còn ăn hai tô phở nữa mới mệt. Đúng rồi, chị nào em ăn hai tô phở nữa đó mới mệt. Còn gì nữa không? Cái đó là ưu điểm hay khuyết điểm? Khuyết điểm của em là nhút nhát, với lại là hay bị mất bình tĩnh. Ai làm gì mình mất bình tĩnh? Ví dụ? Có bữa em đi với bà chị trên cầu Bình Triệu á, em gặp cái thằng kia, nó kêu ê cái em tưởng người quen, em mới quay lại. Em gặp cái thằng biến thái, em sợ, em la lên. Bà chị em hỏi vụ gì, em mới chỉ. Em quản em đơ luôn, em không có lái xe được nữa. Chị một lát nữa kéo cái màn ra, kéo cái rèm này ra mà em la lên là biết bên kia biến thái. Trời ơi. Đó, ví dụ thôi. Giờ bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm em thì nấu ăn và hòa đồng. Em nấu ăn lâu chưa? Dạ cũng gần 10 ạ. 10 năm rồi. 10 năm. Dạ. Đầu bếp chuyên nghiệp luôn. Dạ không có chiên gì đâu, có món à anh ơi. Có phở thôi hả? Dạ. À. Làm cho anh ta hay là làm cho gia đình? Dạ làm cho anh ta chị ơi. À. Rồi vậy nãy giờ tưởng đâu chủ quán phở. Tại sao mình không mở quán phở, mình nấu 10 năm mình không mở quán phở mình bán riêng? Kinh tế khó khăn giờ cũng muốn mở cái mặt bằng đâu phải là cũng phải kiếm cái mặt bằng cho hợp. Cái mặt bằng giờ nó cao quá. Giờ tôm phở thì ra rất nhiều. Nhưng mà em làm được hết tất cả các khâu trong quán phở luôn sao? Dạ chị ơi. Mai mốt chị mở quán phở em về làm đầu bếp cho chị ha. Dạ. Được không? Dạ được chị ơi. Khuyết điểm của em là gì? Dạ khuyết điểm em thì nhát gái anh. Tánh hơi cộng cái mà mau quên lắm. Thấy con gái sao là nhát? Dạ nói chuyện vài câu cái là em yêu không biết nói chuyện gì nữa hết á. Đó giờ có bồ chưa? Dạ có một cô. Quen được bao lâu? Dạ khoảng 3 năm chị ơi. Rồi, ủa 3 năm mà cũng dài quá mà sao chia tay vậy em? Có duyên không có nợ chị ơi. Rồi vậy là từ đó tới nay là mình chưa quen ai lại luôn ha em, mấy năm rồi em? Dạ mới có 11 năm mà chị ơi. Bạn gái thì sao? Mình trải qua mấy mối tình? Em thì trải qua hai mối tình thời đi học. Rồi từ từ hai đứa không ai chủ động liên lạc với ai hết. Rồi em với người đó chia tay đến bây giờ luôn. Trời ơi sao ai cũng một khoảng thời gian dài mà phòng không gối chiếc vậy? Không buồn hả em? Tại vì công việc của em là nó không có thời gian á để tìm hiểu. Rồi bây giờ có thời gian chưa? Để em sắp xếp. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Cao 1m65, da ngăm. Có luôn. Hơi chậm chậm tí, không có... Có luôn. Không có cần ốm lắm, không có mập lắm đâu là được rồi. Men men tí nữa. Có không? Có men men không? Có luôn chị ơi. Có luôn anh ơi, tới luôn. Em thích ở người bạn trai? Ti bo, gia trưởng. Cái đó không có em ơi. Không biết quan tâm chị? Cái qua không quan tâm mà cái này rất quan tâm luôn. Rồi bạn trai, cái công việc của bạn bắt đầu sáng từ mấy giờ? Dạ sáng 5 giờ tới trưa 11, 12 giờ. Suốt luôn vậy đó hả? Dạ. Ai nấu nước lèo? Dạ em, tại em làm sẵn buổi tối hết trơn rồi. Chứ còn sáng ngủ vậy là đưa ra thôi. Ai múc phở? Dạ có cháu chủ rồi chị ơi. Bây giờ muốn tìm người yêu thế nào? Giống mẹ em được rồi. Tại mẹ em thì cũng thấp 1m50, da ngăm. Nhưng tóm lại là phụ nữ truyền thống. Tính tình cuộc sống hòa đồng với lễ phép với ông bà trên dưới. Bán thịt heo được không? Dạ được. Mà cô ấy là phải... Phải sao? Cô ấy biết chăm sóc gia đình với lo ba mẹ hai bên được rồi chị ơi. Cái đó được anh ơi.
Được ha. Dạ được. Hai bạn có muốn gì trao đổi với nhau nữa không? Chị qua chị coi mặt nè. Hỏi đi. Nếu tìm hiểu xong mà tiến tới hôn nhân là mình ở đâu anh? Thì anh đã lập nghiệp trên Sài Gòn có khoảng thì lâu lâu mà thứ bảy chủ nhật mình về quê. Quê anh ở đâu lận? Đồng Tháp. Dạ dạ rồi. Ở khi nào tiến tới hôn nhân được anh? Thì năm, một năm, năm rưỡi, hai năm gì cũng được. Anh chuẩn bị gì chưa? Thì có chút chút thôi. Điểm gì em không thích ở cái mẫu người vợ lý tưởng của mình? Phụ nữ dạng làm biến quá chị. Cái người lớn tới nhà chơi mà cái là không có ra chào hỏi, hỏi chú cô chú kiếm người này người kia hay gì. Cứ làm thinh ngồi như dòm lên người ta cũng như không quen biết vậy là nó không thích. À, không, không có đâu. Ai là mấy cái đó thì đó là có là được. Còn mấy người kia thì em không quan tâm gì, xấu đẹp không quan trọng mấy. Ồ, rất là dễ thương, rất là chân tình. Chị chịu đó, để chị ráng chị làm mai cho. Dạ, cảm ơn chị. Được không chị? Trời, quá được luôn á chứ. Chút học bí quyết nấu phở. Bây giờ nè, anh đi qua coi mắt đàn gái. Em tưởng tượng cô gái bên kia thế nào? Thì cô nói nãy nói ăn nhiều thì cũng hơi tròn tròn tí. Còn không, nãy giờ em nghe tiếng cô gái em thấy cổ làm sao? Dạ, dễ thương. Dễ thương lắm đây, để em coi coi. Ồ, chào em gái. Dạ, em chào anh. Chàng trai bên đây rất là gọi là giản dị, chân thành ha. Dạ. Nhưng mà hơi cục mịch chút xíu. Em thấy được không? Dạ được anh. Mấy mốt mà anh này về Đồng Tháp ở, em có theo về dưới làm dâu được không? Dạ cũng được, nhưng mà cái ý chí cầu tiến của anh là anh định lập nghiệp ở Sài Gòn. Ừ. Dạ. Nếu mà ông về quê mà em có về không? Dạ về. Làm dâu được không? Dạ được. Hay quá. Được, em nấu ăn được. Em là người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Được rồi. Ảnh qua anh lấy xương của em nấu phở bán. Nói với hai chồng mà về mà cùng hợp nhau mở quán phở là cũng được lắm chứ bộ. Em cũng thích món đó. Thôi, đàn gái cũng dễ thương rồi. Hai bên hợp lý. Được ha. Rồi bây giờ ta hỏi ý kiến của người thân đi. Giờ hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với sếp với lại mấy chị đồng nghiệp của em ạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Xin chào khán giả trường quay và em Quý. Dạ chào chị. Châu thì rất là siêng năng, có ý chí cầu tiến và rất là có trách nhiệm với lại gia đình, nhất là mẹ của Châu. Chị thấy Châu là bạn Quý đây rất là chân thành, rất là thẳng thắn. Chị thấy rất là hợp với em. Và chị mong là hai bạn sẽ tiến tới hôn nhân, chị ủng hộ hai đứa ha. Dạ, cảm ơn chị. Quý đi với ai? Dạ, đi với mẹ. À, có bác hả? Dạ, bác đây. Dạ. Con chào cô. Hôm nay là mùng mẹ của Quý tham gia cái chương trình hẹn hò để kiếm dâu. Dạ, kiếm dâu. Quý thì con có chịu nổi đó không? Cái này thì bác lấy thẳng luôn nè, chứ không có dấu giếm gì nha. Thì hay ăn quà lắm đó, gọi là máy suất Kiều Long. Ăn dữ lắm hả cô? Thì ăn hàng mà. Dạ ít ăn à chị ơi. Rồi cô thấy con dâu tương lai mình được không? Bác thì không có kén chọn gì hết á. Nãy nó nói giống giống mẹ đó, giống không? Thì mẹ thì tròn tròn rồi thôi. Thì hơi giống à, tính mẹ thì bác thì xề xòa lắm, chứ không khó khăn gì hết trơn á. Ngày xưa đi làm dâu thì cực khổ, chứ còn bây giờ thì sung sướng lắm rồi. Cháu thì có chịu không? Gia đình thì nghèo đó, sống thì rất thoải mái, biết kính trên nhường dưới là được thôi. Chứ còn về làm giỏi hay không giỏi thì cũng từ từ đã quyết. Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Bắt đầu. Đó. Rồi, em cũng có món quà anh. Dạ, anh cảm ơn. Rồi, anh cảm ơn. Mở luôn. Mở luôn. À, em đeo cho. Wow. Chuẩn bị kỹ quá. Hơi rung chút xíu. Cứ từ từ em. Giờ sáng sáng thức dậy canh đồng hồ dậy sớm nặng nấu phở ha. À. Được. Anh nói là anh làm từ 5 giờ sáng tới trưa, tới buổi chiều là anh có làm nữa không? Buổi chiều thì chị ngủ tới chiều tới 4 giờ dọn. Vậy là một dọn ngày anh làm 2 ca. Đi 2 ca. Rồi tới tối mấy giờ anh mới về? Thì anh ở đó luôn mà. Thì công việc của em ca sáng cũng 5 giờ sáng tới 1 giờ trưa. Và buổi nếu mà làm ca 2 á, thì từ 1 giờ đến 9 giờ tối. Giờ đó anh có thể đi được không? 9 giờ tối đi được bình thường. Hầu hết là 9 giờ tối 30 ngày đi, 30 ngày đủ cũng được. Dạ, dạ rồi. Rồi anh cảm nhận về em thế nào? Thì cũng xinh xinh tròn tròn giống mẹ anh. Rồi anh có gì muốn hỏi em không? Thật sự là đối với đây là chương trình ở đây con không biết là ai cũng đăng ký cho anh cũng không biết luôn. Ủa em không biết ai đăng ký cho em tham gia chương trình luôn hả? Cái tin á lần đầu đó là nó điện cho em là cũng bỡ ngỡ luôn, mà lúc mình tin lên cái tin thì em định hỏi mà cái anh quên.
Rồi bây giờ em cũng chưa biết, em không điều tra đâu ai. Ủa nhưng dạ, mà... chứ thật em có điều tra rồi mà vòng vòng có quán mà bạn bè thì cũng ít không có. Như là một người bí ẩn nào đó chưa xuất hiện. Em có một bài hát gửi tặng cho bạn trai. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì và nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy nhấn nút nha anh. Rùng quá à. Tới đây anh đây là hơi dở, là hơn cái là không biết hát, có cái là không có biết nhậu, có lại là câu kê là nhạc là không biết mà thích khá nghe. Thật xấu thì em thì cái là hút thuốc, mỗi cái hút thuốc thôi. À, hút thuốc dạ được anh. Ồ, còn cái nữa, còn cái ngủ nướng lại. Còn cái là ngủ nướng lắm. Ngủ nướng mà trễ bây giờ má nấu phở rồi sao trời. Đã có người khác gọi vậy vậy. Vừa nấu phở vừa hút thuốc hả? Dạ không, tại thời gian nấu xong rồi em có thời gian mới ra ngoài chứ. Không có chờ, không được hút trong bếp. Tiến lên, thể hiện cảm xúc với cổ. Hiện tại bây giờ em nghĩ sao, em muốn cái gì? Em thấy cổ như thế nào? Nói với cổ. Anh đây thì tới đây anh cũng gặp em cũng xinh, cũng dễ thương. Thầy cũng tròn tròn mỉm mỉm tới ngủ ôm như sướng. Để em đã cho anh cơ hội là để quen biết em, để cổ tiến xa hơn. Sở thích trai gái gì nó nói cổ luôn cho biết. Trai gái thì không quan trọng anh, miễn là con của mình hết rồi. Không. Dạ. Trai gái không được, mà thì con gái thì nó hay hơn. Này nó thương mẹ nhiều hơn. Thì lúc em buồn thì anh chọc cười này kia. Đủ kiểu. Dạ. Gì dạ? Bạn gái nói chuyện mà dạ. Đây cũng hơi gung, tại nhắc gái lắm, ít nói chuyện gái lắm. Ngại quá. Nói đi cưng cơ hội đó. Anh ở đây thì cũng không có giàu sang gì. Thì anh có thì cũng có cái nghề là nấu ăn vậy thôi. Là anh đâu có sống được. Bây giờ em muốn ăn phở thì anh nấu phở cho em ăn. Thì suốt ngày nào cũng được. Đó. Thôi được rồi. Rất dễ thương mà thôi đừng nấu phở ăn hoài. Bây giờ bấm hay không bấm là quyền của cô gái. Chàng trai rất chân thành. Nói từ ruột từ gan ra rồi đó. Quan trọng là em gái. Anh sẽ nấu phở cho em ăn suốt cuộc đời nếu như em bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Rất nhanh lẹ. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Đó. Hứa hẹn cái gì thì phải nhớ nha. Dạ. Hôn nhau đi nào. Cặp đôi này rất dễ thương và chân thành mộc mạc. Không thích đâu? Chả thích chứ. Tại vì anh tới giờ lâu rồi, 10 năm mà không chưa hôn nữa. 10 năm chưa hôn hả? Dạ. Hôn thêm cái nữa đi. Má bên kia cái nữa. Má bên kia cho đều. Má bên kia nữa cho đều. Không không, hai má để nó sệ đó. Đây không, nói nghe. Oh.